Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, bà Vũ Thị Định ở một mình cùng với cháu nhỏ tại thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân, huyện Phù Cử, bỗng dưng liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi lạ lên đến hàng giờ của nhiều đối tượng tự nhận mình là cán bộ tòa án và Bộ Công an. Các đối tượng sau khi trình bày nội dung bà này có liên quan đến đường dây bao che hành vi buôn lậu của một nhóm đối tượng đã bị Bộ Công an bắt trên Hà Nội. Nếu muốn được cho qua hành vi này thì bà phải chuyển 280 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn Đình Tâm qua ngân hàng Bưu điện Liên Việt để được lo lót. Nếu không, công an sẽ phải bắt cả hai bà cháu. Không dừng lại ở đó, để tạo thêm lòng tin cho con mồi, các đối tượng yêu cầu bà này mở Zalo để gọi điện trực tiếp qua video. Do chỉ dùng điện thoại đen trắng 2G, nên bà Định phải nhờ qua điện thoại có mạng 4G của cháu trai để các đối tượng gọi. Bà Định cho biết sau khi nghe cuộc điện thoại qua video với cái tên Nguyễn Thanh Tùng, thì bà càng hoảng sợ và càng tin tưởng hơn khi đối tượng này có mặc đồng phục công an thật, bằng nhiều chiêu thức thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là nắm được tâm lý sợ hãi của bà Định, các đối tượng còn biết rất rõ về các thông tin cá nhân của bà này. Biết cả chứng minh thư này, nó biết cả số điện thoại này, nó biết cả cái số tiền gửi nữa, ở trong tín dụng nữa. Chiều tối 22, 3 giờ ra rút tiền, rút xong về để đi bắn cho nó cái tài khoản này này. Thế là về đến nhà chống ngực chống nàng, mặt thì cứ sấm đen vào. May mắn quá hàng xóm sang bảo là thôi thế này là nó lừa rồi, để yên em gọi cho công an. Ít khi ra bên ngoài, cộng với hạn chế và hiểu biết, rất may mắn khi bà Định sau khi rút toàn bộ số tiền 280 triệu đồng mang đi ngân hàng gửi cho các đối tượng đã được người nhà biết và ngăn cản kịp thời. Thời gian qua đã có không ít các vụ việc lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác với những hình thức thủ đoạn lừa đảo trên, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và ngăn chặn kịp thời.